Mới đây, trên tài khoản cá nhân Facebook của chân sút câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng, tiền vệ Bùi Tiến Dũng chính thức chia sẻ một loạt các hình ảnh dễ thương, hết sức ngộ nghĩnh của bé Bùi Tiến Duy nhân dịp lễ thôi nôi của bé. Hình ảnh gia đình hai cầu thủ rạng rỡ đón thành viên thế hệ cực dễ thương. Đông đảo các anh em đến dự, trong đó có sự xuất hiện của tiền đạo Hà Đức Chinh. Bé Bùi Tiến Duy ở nhà được gọi với cái tên gần gũi là Dính. Trước đó, nhiều người cũng quen mặt với Mai Thùy Trinh, người chơi gái của Bùi Tiến Dũng, mặc dù khá thân mật nhưng cả hai chưa có thông tin về đám cưới. Tuy nhiên, một thời gian Mai Thùy Trinh đã chia sẻ bức ảnh với người chơi trai kèm một câu chuyện vui nhộn trên trang cá nhân. Nhưng đáng chú ý, ở phần bình luận, một người chơi của cô đã gọi, bầu bí mà da vẫn đẹp thế em yêu ơi, khiến chắc địch diệt cô đang mang thai. Hiện tại Mai Thùy Trinh sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Cô kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Cặp đôi đã công khai tình cảm trên trang cá nhân và kém xuyên chia sẻ những hình ảnh.